Chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê Miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách nấu súp chay. Canh súp chay đậu hũ hạt sen bắp đỏ. Cách nấu vô cùng đơn giản luôn, chỉ cần có một ít rau củ với nấm thì mình sẽ có được một chén súp chay ngon lành như thế này để mà mình ăn trong những ngày mình ăn chay nè, trong những ngày rằm nè. Các bạn có thể nấu cái món này nè, ăn rất là bổ luôn bởi vì trong đó có hạt sen nè có nấm nè và có đậu hũ cà rốt cho nên là vị ngọt thanh vừa phải mà lại rất tốt cho sức khỏe của mình thì cách làm như thế nào các bạn chuẩn bị nguyên liệu với mình nha để làm món súp chay này ha trước tiên mình có một trái mướp là 300g một trái bắp đỏ cũng là 300g luôn cà rốt 150g và củ cải trắng 150g hai miếng đậu hũ 300g một vắt nấm kim châm 100g nấm gơm và 100g hạt sen hạt sen mình cũng đã lấy nhị hết rồi những phần này thì mình cũng đã rửa sạch sẽ hết với muối nè và các bạn cũng để thật là ráo như mình nha nguyên liệu để mình nêm nếm thì mình sẽ có là một phần hai lưng muỗng cà phê muối mình dùng muối độ đạm thấp còn nếu các bạn dùng muối ớt thì mình gia giảm lại nha hai muỗng lưng cà phê đường cát nửa muỗng cà phê bột ngọt một muỗng dung cà phê hạt niêm chai ngò rí và hành lá tiêu thì các bạn gia giảm theo cái khẩu vị của mình để ít để nhiều mớp thì mình sẽ sắc xéo như thế này để một lát nữa mình sẽ nấu cái phần nước súp để cho nước súp của mình nó sẽ ngọt thanh nha củ cải trắng cũng vậy các bạn cũng sắc xéo như thế này luôn củ cà rốt thì mình sẽ chẻ làm hai nè phân nửa thì mình sẽ sắc hạt lụ còn phân nửa thì mình cũng chẻ ra thành những cái miếng nhỏ như thế này để một lát nữa mình cho vào nồi súp mình nấu cái phần nước súp ngọt Cà rốt mình sẽ sắc thành những cái hạt lựu vừa ăn nè Các bạn trẻ ra như mình như thế này Rồi mình sắc hạt lựu lại ha Mình sắc độ khoảng một lóng tay chỏ của mình là được rồi Còn các bạn muốn ăn lớn thì mình sắc lớn một chút xíu ha Xong rồi đến phần bắp thì mình sẽ lấy dao nè các bạn bào ra Mình gọt cũng đừng quá mỏng nha Khoảng 3 lớp dao là tới cái cù bắp ra được Còn phần cù bắp một lát nữa mình sẽ để vào trong cái nồi nước súp của mình Nấm gơm thì cái nấm nhỏ cho nên là mình sẽ chẻ ra làm tư như thế này. Xong rồi đến phần nấm kim châm, các bạn cũng chẻ ra làm ba như mình ha. Cái phần róc nó còn dính hơi hơi thì mình sẽ rỡ ra. Nấm kim châm của mình cũng đã rửa sạch sẽ hết rồi. Đậu hũ thì mình cũng sắc hạt lựu. Mà lúc này các bạn sắc hơi lớn một chút xíu cỡ phong lóng tay cái của mình á. Còn nếu sắc nhỏ quá thì mình nấu nó sẽ bị bể ăn sẽ không có được ngon và béo nữa và đây là cái thành phần mà mình vừa sắc xong nè những nguyên liệu này để mà mình nấu cái phần nước súp của mình bây giờ mình sẽ cho vào đây một lít rưỡi nước nè các bạn cho củ bắp vào mướp các bạn cũng cho vào luôn ha củ cải trắng và thêm cái phần củ cà rốt mình sẽ cho vào hết trong cái nồi nước súp này lúc này các bạn mở lửa lớn bình thường không cần mở lửa nhỏ đâu khi mà nồi nước súp mình sôi lên á có bọt thì các bạn hớt bọt còn nếu không có thì mình cũng không cần hết các bạn đậy nắp lại và mình mở cho cái độ lửa nhỏ vừa sôi lên tim lưu riêu thôi rất là thơm luôn á mình nấu những cái thành phần này nè để một lát nữa mình lấy cái phần nước ngọt thì cái nồi nước súp mình nó mới thơm và ngon nha các bạn mình đậy nắp lại nè và mình mở lửa nhỏ thôi để cho nó sôi lưu riêu các bạn nấu tính từ lúc nước sôi đến khi mà các bạn vớt cái phần củ bắp và mướp này ra thì mình nấu là 30 phút nha Rất là thơm luôn Được 30 phút rồi nè Bây giờ mình sẽ vớt cái phần mướp nè Củ cà rốt và củ bắp mình sẽ bỏ qua bên ngoài hết Để mà mình sẽ cho những nguyên liệu kia vào Mướp các bạn dùng cái giá mình đè vào cái miếng mướp như thế này nè Dùng cái rây đó Để cho mình lấy được hết những cái chất ngọt ở trong cái trái mướp của mình nha Khi mình vớt xong hết rồi thì mình sẽ cho hạt sen vào nè Hạt sen các bạn cho vào mình hầm thêm 5 phút nữa. Mình mở trong cái độ lửa nhỏ nha. Riêu 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 thôi, đừng có nấu lớn quá. Bởi vì hạt sen tươi cho nên là nấu cũng rất là mau chín. Xong rồi thì mình sẽ cho cái phần cà rốt và nấm rơm và bắp đỏ nè, các bạn cho vào hết luôn. Mình nấu thêm là 5 phút nữa. Bởi vì những thành phần này mình sắc nó nhỏ đó, cho nên là mình nấu nó rất là mau chín luôn bây giờ mình sẽ cho những cái nguyên liệu gia vị vào nè muối đường bột ngọt hạt nêm nè các bạn cho vào hết nha cái phần tiêu và hành lá ngò ghí á thì đến khi nào mà mình ăn mình sẽ cho vào sau và nấm kim châm với đậu hũ thì mình cũng cho vào sau bởi vì đậu hũ các bạn cho vào mình nấu lâu quá thì nó sẽ bị rã miếng đậu hũ mình ăn sẽ không có ngon nếu mà có bọt thì các bạn hớt cho thật là sạch bọt nha rất là thơm luôn á các bạn thì bây giờ mình nấu cái phần nấm rơm với cà rốt bắp nè, cũng được 5 phút nữa là 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu hũ vào nè, các bạn nấu thêm 2 phút nữa. Lúc này khi mà vừa sôi lên á, các bạn nêm nếm lại nha. Nếu mà có thiếu gia vị gì các bạn có thể cho thêm vào, bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau đó. Tiếp tục mình sẽ cho cái phần nấm kim châm vào nè. Nấm kim châm các bạn cho vào thì sôi lên một dạo nữa là mình tắt bếp được rồi. Tuy là món súp chay nhưng cũng đủ những cái chất dinh dưỡng khi mà các bạn ăn vào á nó rất là tốt cho sức khỏe mình bởi vì trong đó có hạt sen nè hạt sen sẽ giúp cho chúng ta ăn vào rất là dễ ngủ luôn. Thì bây giờ đã sôi lên rồi nè. Nếu muốn cho nồi súp mình sánh kẹo một chút xíu á các bạn chuẩn bị một muỗng canh bột năng các bạn cho nước vào cái mình quậy cho nó tan cái mình đổ vào trong cái nồi canh nước súp của mình nè rồi mình quậy đều lại một lần nữa là mình tắt bếp được rồi. Lúc này các bạn cho phần hành lá nè, ngò rí và tiêu các bạn cho vào ha. Vậy là đã xong rồi một cái nồi súp rất là thơm ngon đặc biệt và trong những ngày ăn chay mình làm những cái món canh này nè các bạn ăn á không có ngán miệng nữa và rất là thơm và ngon, vô cùng bổ dưỡng nữa. Bây giờ mình sẽ múc ra tô để cho các bạn thưởng thức với mình nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè, màu sắc rất là đẹp mà ăn lại rất là ngon, không có ngán miệng vị ngọt thanh từ rau củ mình nấu ra nồi nước súp mình rất là ngọt và ngon thơm luôn nhìn hấp dẫn vô cùng luôn phải không các bạn trong những ngày mình ăn chay trong những ngày rằm nè các bạn có thể nấu cái nồi nước súp này mình ăn vừa ngon vừa đơn giản mà không ngán miệng nữa cách làm thì vô cùng đơn giản nữa mình cho lượng bột vừa phải thì cái nồi nước canh của mình á nồi nước súp của mình nó sẽ không có sánh kẹo quá ăn nhìn thấy nó không có ngán miệng á các bạn còn nếu các bạn muốn cho nó sánh kẹo sền sệt một chút xíu thì các bạn cho thêm bột một chút xíu nữa nha Vậy là món canh súp chay của mình chia sẻ đến các bạn đến đây cũng đã kết thúc rồi Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh Và các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể theo dõi ủng hộ dùm mình luôn Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau